Cập nhật quân sự mở ngày 17 tháng 10 Hằng Lâm và quân sự mở xin kính chào quý vị Chúc quý vị buổi trưa vui vẻ Trong phần cập nhật tin tức trưa nay Hằng Lâm xin được chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất đáng chú ý về diễn biến trên chiến trường Ukraine khi cuộc chiến đang bước sang năm thứ 3 Mời quý vị cùng đón xem Mở đầu là thông tin cháy lớn tại sân bay quân sự Nga, chỉ cách thủ đô Moscow hơn 30 km. Một đám cháy đã bùng phát tại sân bay quân sự ở khu vực Moscow vào thứ tư ngày 16 tháng 10. Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy khói đen dày bốc lên gần sân bay quân sự Kaluzki nằm ở thị trấn Selkovo của khu vực Moscow, cách trung tâm thủ đô hơn 30 km về phía đông bắc. Một đoạn clip khác được chia sẻ cho thấy, một chiếc trực thăng dường như đang được triển khai đến địa điểm này để giúp dập tắt ngọn lửa. Kênh Telegram tiếng Nga 112 cho biết, đám cháy bùng phát trên mái tòa nhà hành chính, lan rộng trên diện tích gần 800m2, mặc dù các nhân viên đã kịp thời sơ tán và không có thương vong. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy, Kyiv chưa bình luận về vụ việc trên, nhưng cố vấn nội vụ Ukraine Anton Zarachenko đã đăng tải video, đồng thời nói thêm rằng truyền thông Nga đưa tin về vụ cháy tại sân bay quân sự Skalovsky ở khu vực Moscow. Một tài khoản có tên Zayin Kyiv mỉa mai rằng một tòa nhà trong khu vực của sân bay quân sự Skalovsky đang bốc cháy ở khu vực Moscow của Nga, những người hút thuốc bất cẩn ư. Chính quyền thành phố Selkovo nói với hãng tin MSK1 rằng nguyên nhân gây ra vụ cháy là một sự cố chập điện trong tòa nhà sở chỉ huy. Tuy nhiên, tầm quan trọng về mặt quân sự của sân bay cũng khiến nơi này trở thành mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, theo các báo cáo. Vào tháng 8, các nguồn tin của Nga đưa tin rằng UAV của Ukraine đã nhóm vào địa điểm này và đã bị phòng không đẩy lùi. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2023, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát ở Sakovo, chỉ 9 ngày sau khi cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã gây ra một vụ nổ tại sân bay gần đó, khiến ba máy bay bị hư hại, gồm một chiếc Antonov An-148, một chiếc Ilyushin IL-20 và một trực thăng Mi-28. Nối tiếp là thông tin, Ukraine tuyên bố tiêu diệt gần như toàn bộ trung đoàn Nga ở Kharkiv. Tình báo quân sự Ukraine báo cáo rằng, các đơn vị tác chiến đặc biệt Akhtan, Krakan và quân đoàn quốc tế của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU đã tiến hành một chiến dịch thành công để giải phóng một khu rừng nằm ở phía bắc làng Lipsi, tỉnh Kharkiv. DIU cho biết, kết quả của các hành động phối hợp và dũng cảm của những người lính trinh sát Ukraine là chiếm được khu vực phòng thủ của tiểu đoàn đối phương, đánh tan 3 tiểu đoàn xuống trường cơ giới, một đơn vị tấn công và một đại đội trinh sát của trung đoàn xuống trường cơ giới độc lập số 7 thuộc quân đoàn 11 của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, trong cuộc tấn công, nhiều quân nhân Nga đã bị bắt. Các sĩ quan tình báo lưu ý rằng, sau khi dọn sạch 400 hecta rừng ở phía bắc Lipsy, tình hình của quân Nga ở mặt trận này đã trở nên tồi tệ hơn. Ukraine nã hỏa lực vào thao trường Nga Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng vũ khí tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp để nhắm vào một thao trường mà quân đội Nga sử dụng, Đoạn video do UAV quay được cho thấy các vụ nổ tại địa điểm ở vùng Zaporizhia, đông nam Ukraine, nơi Nga đang kiểm soát một phần. Có thể nhìn thấy quân đội và thiết bị quân sự trên mặt đất trước khi nhiều vụ nổ xảy ra đồng thời, tạo ra những quả cầu bụi. Đoạn video không có ngày tháng này chưa được xác minh độc lập. Tiêu diệt quân địch bằng cách tấn công bãi tập bằng đạn chùm ATACMS bài đăng của kênh telegram division tivas của ukraine có kèm theo cả video ghi lại sự việc đoạn video này cũng được tài khoản mạng xã hội x world translated chia sẻ trích dẫn các kênh telegram của nga military informer bình luận đối phương đang sử dụng một hệ thống tương tự như tổ hợp tên lửa chiến thuật và uav của nga May mắn thay việc mở rộng các cuộc tấn công như vậy bị cản trở bởi nguồn cung cấp tên lửa không đủ từ các nước phương Tây, cũng như lệnh cấm vẫn còn hiệu lực đối với các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, Military Informer của Nga cho biết thêm. Tài khoản mạng xã hội X, CJ đăng tải video kèm bình luận. Viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine trông như thế nào? cơ sở huấn luyện của Nga bị trúng hàng trăm quả đạn con từ ATACMS. Những binh lính không được bảo vệ ở vị trí chống trải, ít có cơ hội do sự phân tán và số lượng mảnh đạn. Nhà phân tích quân sự Rob Lee cũng mô tả cách một cuộc tấn công bằng bom chùm ATACMS của Ukraine vào những người lính Nga tại một trường huấn luyện diễn ra. Tuy nhiên, tài khoản mạng xã hội X ủng hộ Ukraine, Special Cushion Kass cho biết rằng một loại vũ khí khác do Hoa Kỳ cung cấp có thể đã được sử dụng. Một số hoặc thực tế là rất nhiều, kênh Telegram của Ukraine có mong muốn mạnh mẽ cho rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng đạn chùm ATACMS phóng từ HIMARS, quên mất sự tồn tại của rocket đạn chùm M30, bài đăng cho hay. Bên cạnh đó là 4 video về các cuộc tấn công, bao gồm một video được cho là ở Zabrizia, mà bài đăng cho biết có khả năng là một cuộc tấn công bằng đạn chùm M30 vì ATACMS có nhiều đạn chùm hơn và có thể bao phủ bán kính lớn hơn. Mời quý vị cùng đến với thông tin Mỹ công bố viện trợ an ninh trị giá 425 triệu đô la cho Ukraine, gồm cả vũ khí tầm xa. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố khoản viện trợ an ninh mới trị giá 425 triệu đô la cho Kyiv trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 16 tháng 10. Gói viện trợ mới sẽ bao gồm năng lực phòng không bổ sung, đạn dược không đối đất, xe thiết giáp và đạn dược quan trọng để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ukraine, tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố. Trong những tháng tới, Hoa Kỳ cũng sẽ cung cấp cho Ukraine một loạt các năng lực bổ sung, bao gồm hàng trăm hệ thống đánh chặn phòng không, hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật, hệ thống pháo binh bổ sung, số lượng lớn đạn dược, hàng trăm xe thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh, cùng hàng ngàn xe thiết giáp bổ sung, tòa Bạch Ốc cho biết. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky đã cảm ơn Hoa Kỳ về gói viện trợ mới và cho biết gói này cũng bao gồm vũ khí tầm xa. Ông không nêu rõ loại vũ khí nào và không đề cập đến cuộc tranh luận đang diễn ra về việc cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công tầm xa vào Nga. Tại một diễn biến khác có liên quan, theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Leconu, Paris khó có thể đạt được mục tiêu viện trợ quân sự 3 tỷ euro, tương đương với 3,2 tỷ đô la cho Ukraine trong năm nay. Về mặt chính trị, chúng tôi đã quyết định vào đầu năm 2024 rằng khoản viện trợ này có thể đạt 3 tỷ euro, tức là 3,2 tỷ đô la. Trên thực tế, chúng tôi sẽ đạt trên 2 tỷ mà không phải là 3 tỷ euro, báo Politico dẫn lời ông Lekonu nói với các nhà lập pháp. Tiết lộ này được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết hỗ trợ quân sự lên tới 3 tỷ euro cho Ukraine vào đầu năm nay. Lời hứa này là một phần của thỏa thuận an ninh song phương được ký kết giữa Paris và Kyiv vào tháng 2 để đảm bảo viện trợ dài hạn cho Ukraine. Sự thiếu hụt viện trợ xảy ra khi Pháp phải đối mặt với áp lực giảm thâm hụt có thể lên tới 6% GDP vào năm 2024. Politico lưu ý rằng Đức, nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất châu Âu cho Ukraine, có kế hoạch giảm một nửa hỗ trợ vào năm tới để cắt giảm chi tiêu. Tuần trước, Tổng thống Pháp Macron đã chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris để thảo luận về kế hoạch chiến thắng và viện trợ bổ sung của ông. Ông Le cũng tuyên bố vào ngày 8 tháng 10 rằng Pháp sẽ chuyển giao chiến đấu cơ Dassault Aviation Mirage 2000 cho Ukraine vào đầu năm 2025. Bộ trưởng Le cũng cho biết khoản viện trợ trị giá 300 triệu euro, tương đương với 326 triệu đô la cho Ukraine đến từ các tài sản bị đóng băng của Nga và sẽ được sử dụng để mua đạn pháo 155 ly, pháo tự hành Caesar và nhiên liệu. Ông Zelensky công bố kế hoạch chiến thắng khi Ukraine đối mặt với thời điểm bấp bênh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch chiến thắng vào ngày 16 tháng 10, kêu gọi các đồng minh của mình thực hiện các bước khẩn cấp để củng cố kỳ íp tại thời điểm bấp bên trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Nga vào năm tới. Khi lực lượng của Moscow tiến về phía đông vào một mùa đông ám đạm với tình trạng cắt điện đang đến gần, ông Zelensky đã nói với Quốc hội Ukraine rằng kế hoạch chiến thắng của mình bao gồm 5 điểm chính. Thứ nhất, ngay bây giờ, Ukraine cần lời mời vô điều kiện để gia nhập liên minh quân sự NATO. Ông Zelensky phát biểu: "Chúng tôi hiểu rằng tư cách thành viên NATO là vấn đề của tương lai, không phải hiện tại, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể thấy rằng các tính toán địa chính trị của ông đang hướng đến thất bại." Tuy nhiên, về vấn đề này, đại diện của Hoa Kỳ tại NATO, Julian Smith nói rằng NATO không có kế hoạch mời Ukraine trong thời gian ngắn. Khi được hỏi về khả năng đưa ra lời mời chính thức cho Ukraine gia nhập NATO, đại sứ Mỹ nhắc lại quan điểm chính thức của Liên minh về con đường không thể đảo ngược để Ukraine có thể trở thành thành viên. Bà Smith nói thêm, Chúng tôi hiện không ở giai đoạn mà Liên minh đang nói về việc đưa ra lời mời trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, như mọi khi, chúng tôi sẽ tiếp tục trò chuyện với những người bạn của mình ở Ukraine về những con đường họ có thể đi tới Liên minh. Đại sứ Ukraine tại NATO, Natalia Hali Barenko cho biết nước này mong muốn nhận được lời mời gia nhập NATO trước khi ông Joe Biden rời tòa bạch ốc, cho rằng đây sẽ là di sản nổi bật của Tổng thống Mỹ. Điểm đáng chú ý thứ hai trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky đó là tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine. Một số cách để thực hiện điều này như tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine và tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường năng lực phòng không, xóa bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí và tiếp tục các hoạt động quân sự của Ukraine trong lãnh thổ Nga. Thứ ba, các đồng minh phương Tây của Ukraine nên ngăn chặn Nga khỏi bất kỳ hành động xâm lược nào thêm nữa, bằng cách cho Moscow thấy rằng điều này sẽ gây ra hậu quả. Ông Zelensky nói, Ukraine đề xuất đặt trên đất nước mình một gói răng đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện, đủ để bảo vệ Ukraine khỏi mối đe dọa quân sự từ Nga. Nhà lãnh đạo chính quyền Kyiv cho biết thêm, có một phụ lục bí mật cho phần này của kế hoạch, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết. Thứ tư, Tổng thống Zelensky đề xuất rằng Ukraine ký một thỏa thuận với Hoa Kỳ, EU và các đồng minh khác cho phép đầu tư chung và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine mà ông cho biết có giá trị hàng ngàn tỷ đô la. Thứ năm, ông Zelensky đề xuất rằng sau chiến tranh, lực lượng vũ trang của Ukraine có thể được sử dụng để tăng cường an ninh cho NATO và thay thế một số lực lượng Hoa Kỳ hiện đang đóng trú tại châu Âu. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ vào ngày 16 tháng 10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte cho biết NATO ghi nhận và sẽ thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Theo ông Rutte, có rất nhiều điểm trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà NATO sẽ phải nghiên cứu sâu hơn, nhưng việc này sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng kín với các đồng minh. Tổng thư ký NATO mô tả cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Ukraine là một tín hiệu tốt, nhưng không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này. Ông Rote cho biết thêm, NATO đã và đang thảo luận với các đồng minh, đồng thời sẽ đưa kế hoạch chiến thắng của Ukraine lên bàn cuộc họp giữa Ukraine và NATO vào tối 17 tháng 10 với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng. Theo ông Rute, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, các đồng minh đã đồng ý rằng con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược và Ukraine đang gần NATO hơn bao giờ hết. Phản hồi về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, Điện Kremlin ngày 16 tháng 10 tuyên bố còn qua sớm để bình luận chi tiết. Nhưng Ukraine cần tỉnh táo và nhận ra sự vô ích của các chính sách mà họ đang theo đuổi. Bộ Ngoại giao Nga đã lên án kế hoạch chiến thắng của Ukraine, cáo buộc ông Zelensky đang cố gắng đẩy NATO vào một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow lặp lại lời đe dọa của Tổng thống Nga Putin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng phương Tây sẽ xung đột trực tiếp với Moscow nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Sĩ quan cấp cao GRU Nga bị ám sát ở Moscow một sĩ quan quân đội Nga mới trở về sau cuộc chiến Ukraine đã bị ám sát trong vụ tấn công có tổ chức tại một ngôi làng ở vùng Moscow, theo truyền thông nhà nước Nga. Trang TASS ngày 16 tháng 10 dẫn thông tin từ cơ quan pháp luật cho biết rằng hung thủ đã đợi xe của người sĩ quan này trước khi ra tay. Truyền thông Nga nêu tên nạn nhân là Nikita Klenkov. Hãng tin độc lập Important Story cho biết người này là một sĩ quan cấp cao trong cơ quan tình báo quân sự GRU. TASS đưa tin, ít nhất 3 phát súng đã được bắn vào cửa sổ bên hông xe của người sĩ quan khi ông đang lái xe và chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi đâm vào hàng rào của một ngôi nhà. Cập nhật quân sự mở đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hằng Lâm và quân sự mở, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.